Anh hy vọng sẽ giúp được một phần nào đấy cho em. Cảm ơn anh. Có tiền em sẽ trả đủ lại cho anh. Em cũng không phải là người hay nợ nần. Anh hy vọng sẽ giúp được một phần nào đấy cho em. Cảm ơn anh. Có tiền em sẽ trả đủ lại cho anh. Em cũng không phải là người hay nợ nần. Anh hy vọng sẽ giúp được một phần nào đấy cho em. Cảm ơn anh. Có tiền em sẽ trả đủ lại cho anh. Em cũng không phải là người hay nợ nần. Anh hy vọng sẽ giúp được một phần nào đấy cho em. Cảm ơn anh. Có tiền em sẽ trả đủ lại cho anh. Em cũng không phải là người hay nợ nần. Anh hy vọng sẽ giúp được một phần nào đấy cho em. Cảm ơn anh. Có tiền em sẽ trả đủ lại cho anh. Em cũng không phải là người hay nợ nần. Anh hy vọng sẽ giúp được một phần nào đấy cho em. Cảm ơn anh. Có tiền em sẽ trả đủ lại cho anh. Em cũng không phải là người hay nợ nần. Anh hy vọng sẽ giúp được một phần nào đấy cho em. Cảm ơn anh. Có tiền em sẽ trả đủ lại cho anh. Em cũng không phải là người hay nợ nần. Anh hy vọng sẽ giúp được một phần nào đấy cho em. Cảm ơn anh. Có tiền em sẽ trả đủ lại cho anh. Em cũng không phải là người hay nợ nần. Anh hy vọng sẽ giúp được một phần nào đấy cho em. Cảm ơn anh. Có tiền em sẽ trả đủ lại cho anh. Em cũng không phải là người hay nợ nần. Anh hy vọng sẽ giúp được một phần nào đấy cho em. Cảm ơn anh. Có tiền em sẽ trả đủ lại cho anh. Em cũng không phải là người hay nợ nần. Anh hy vọng sẽ giúp được một phần nào đấy cho em. Cảm ơn anh. Có tiền em sẽ trả đủ lại cho anh. Em cũng không phải là người hay nợ nần. Anh hy vọng sẽ giúp được một phần nào đấy cho em. Cảm ơn anh. Có tiền em sẽ trả đủ lại cho anh. Em cũng không phải là người hay nợ nần.